Bữa tiệc ly cuối. Chúa Giêsu đã phán, này là mình ta, này máu thịt ta, là bánh hằng sống. Lời Chúa năm xưa vẫn còn vang vọng, bữa tiệc ly cuối Chúa ở trần gian. Vì yêu loài người, Chúa đã giáng trần để cứu nhân gian. Chúa đã chịu chết, bữa tiệc ly cuối là tiệc liên kết. Ai ăn mình ta sẽ sống đời đời. Vượt qua địa ngục, Chúa đã về trời, và máu thịt Chúa trở thành bánh thánh, nuôi dưỡng thế gian, nuôi dưỡng thánh thiên. Này là mình Chúa, là nước thiên đường. Vượt qua địa ngục, Chúa đã về trời, và máu thịt Chúa trở thành bánh thánh, nuôi dưỡng thế gian, nuôi dưỡng thánh thiên. Này là mình Chúa, là nước thiên đường.